Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Caffeny á. Ờ đúng rồi, thì đây là một vị tướng xạ thủ mới ra mắt của Liên Quân Mobile. Già ngăn ngắt ngày hôm nay luôn. Hôm nay mình sẽ làm clip này đi rừng luôn. Chơi là phải chơi lớn, chơi là chơi đi rừng luôn. Nó mới máu lửa các bạn ạ. Đấy, hôm nay thì gọi là mình đang sử dụng cái trang phục hầu gái. Ui dồi ôi, bên kia nó cũng gọi là Caffeny hầu gái. Chết rồi, hai đứa nó là hầu. Hầu biết bao nhiêu là ông như thế này thì có phải chết nhau không chứ. Hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Caffeny mà đi rừng luôn nha các bạn. Cái vị tướng Caffeny này á, nó giống như là một cái con người ở trong đột kích. Đấy, cầm cái khẩu 6 nòng ấy, cứ thế mà nó nã đạn rồi. Nó cứ phá gọi là duyên hết tất cả mọi thứ luôn. Cái chiêu cuối thì nó khá là giống cái cả cái chiêu cuối của vị tướng Mid Fortune. Mid Fortune ở bên Liên Minh Huyền Thoại. Đây, nó ngồi đứng yên một chỗ nó nã đạn. Hoặc là các bạn, nhưng mà con Mid Fortune di chuyển là sẽ mất chiêu cuối nha. Còn cái con Caffeny này các bạn có thể gọi là vừa di chuyển vừa nã luôn. Đấy, lợi hại không? Rồi pha động lực. Pha động lực. Cái chiêu 1 là đại bác. Cái chiêu 1 nó là chính là chuyển qua cái khẩu súng rồi là bắn phóng lựu, không phải phóng lựu, bắn một phát nó xa mà nó to lắm. Khi mà đang trong cái thời kỳ mà gọi là chuyển qua cái khẩu súng đại bác ấy thì các bạn có thể sử dụng chiêu 2 nó sẽ lướt lên một đoạn nhá. Còn bình thường các bạn sử dụng cái chiêu 2 thì nó chỉ tăng cái độ chạy thôi. Đó, dị vậy á, hồi nãy mình có test thử một trận rồi. Đây là bây giờ mình trận này mình đi rừng luôn. Đấy, mới vào là phải bích nhanh rút gọn luôn. Oánh nhưng không cho đẻ trứng luôn. Ui giời ơi, bắn. Đó các bạn thấy không? Nó bắn nhiều. Ui giời ơi, vãi cả lều bắn ạ. Bắn vào lều bắn. Trời ơi, nó bắn kìa. Các bạn thấy nó bắn bự không? Nó bắn liên thanh luôn. Không có con tướng nào bắn nhanh hơn con tướng này hết trơn ấy. Các bạn có thể thấy nó xách cái này xẻo nòng đấy, xẻo nòng cho đột kích ấy. Đó, nó vừa quay nó vừa bắn. Nó vừa bắn. Chèo bùm. Đấy, giống như cái súng gọi là bắn đạn gọi là tên lửa ấy ha. Bắn chèo đùm một cái. Khi mà các bạn sử dụng cái chiêu 1 ấy, nó chuyển qua cái đại bác ấy, nó sẽ bắn một cái đam gọi là rất là khổng lồ luôn. Đó, nè, đó. Nó có thể bắn được 3 phát hay sao ấy. Cái dòng thanh thanh đỏ nó chuyển qua nó hết là không được bắn nữa hay sao ấy, mình cũng chả biết nữa, tại vì mình mới chơi con này. Đây có lẽ là cái con tướng là mình đang test thôi, mình chưa biết chơi con này, cả trên bản thử nghiệm mình có mua nó rồi nhưng mà mình vẫn chưa thử. Đây là cái con tướng mà mình cảm thấy nó hơi dị. Ôi, rồi tao bắn mà chết hãy xem đây, bang. Ui ôi, bắn quá trời bắn luôn, méo chết. Đi đâu con sâu này, đứng lại. Ui mày nhá, Ari mày nhá, mém chết nhá. Ủa cũng may đấy, cũng may cho bạn ấy là còn một tí thì tí máu đấy. Đối đầu với cả vị tướng Nakaros đi rừng mình cảm thấy nó hơi sợ hãi. Cái con tướng này hình như nó ăn rừng nó bị giảm 50% sát thương quái sao ấy. Đúng không các bạn? Cái con này là mình đang tập chơi nha, mình không có biết gì hết. Con này đấy, đây là mình đang gọi là làm clip gọi là test tướng. Clip test tướng về cái vị tướng mới cho các bạn xem thôi. Chứ mình không có, không biết chơi con này. Đó là mình nói thẳng luôn. Không có công các bạn kêu đánh như cứt hay là đánh ngu như bò. Mày có biết chơi chắc chắn là phải ngu rồi, đúng không? Mong các bạn thông cảm. Đấy, từ từ mình chơi nó vài ngày một cái, đảm bảo xanh như cái bánh xe bò. Lúc đó thì mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn sau nha. Ui dồi, Ari bị ngộ không, nó đập cho cứ như là vã vào đầu ấy. Tất cả cút cút ra, hãy xem ta đây, nã đáng nè. Ủa mẹ, bị lag một cái, nó không đạn không ra luôn. Nó lag cái kiểu gì mà đạn nó không ra khỏi nhà là thế nào nhỉ? Vô lý. Rồi ngộ không tem bên kia rất là máu chiến nhá. Ari với cả ngộ không đập nhau hoài luôn, trang phục đẹp đập bật nhau hoài, đập nhau hoài, ta bắn mày chết nè. Xảo hả bưởi. Trời, bạn đừng có tưởng mình có trang phục nhá. Mình cũng có trang phục đấy. Không có phải rằng vừa đâu. Có bạn nào mua cái vị tướng mới này chưa? Caffeny. Đấy, nếu các bạn nào mua rồi thì các bạn có thể gọi là bình luận xem cái vị tướng này nó mạnh như thế nào hay nó yếu như thế nào. Cái điểm mạnh của nó là cái gì mà cái điểm yếu của là cái gì. Để cho những các bạn nào mà chưa mua ấy, sau này bạn có ý định mua ấy. Cái con tướng này nếu mà mình mua có mỗi một mình con tướng không ấy, hình như có 300 mấy chục quân huy thôi. Có, cái clip có, mình có clip mua rồi. Mình có clip mua cái con tướng là tướng mới này rồi. Nhưng mà các bạn biết sao không? Trận đó thì mình đi đánh hạng. Mình đi đánh hạng đâm ra mình không chơi được cái con này. Đấy, cái định mệnh nó tức. Thế là bây giờ trận này mình đang đi đánh thường này. Mình tức mình đi đánh thường luôn. Éo đánh được hạng, thế mới cay chứ. Đội xanh nó, một trận thì đồng đội mình nó giành. Đấy, cái trận sau ấy thì bị nó cấm. À, nó cay cú quá thì đánh thường luôn cho nó lành. Éo có clip luôn đi. Không có công các bạn cứ yêu cầu clip về vị tướng mới, xạ thủ mới ra mắt, bắn nó xem như thế nào. Đấy, để xem mình bắn như thế nào thì ok.
mình sẽ đi đánh thưởng pick nhanh đó mới được đó. Cái đồng đội mình nó cứ gọi là lèm bèm, nó lấy mất là khổ mình luôn ấy. Có cực kỳ luôn. Với lại con tướng này mình cũng đang test, đâm ra mình cũng không phải là mình không dám đánh hạ, mà nó thẳng ra là nó bị chọn mất hoặc là bị cấm mất. Tức quá không chơi được. Có làm một cái clip đập hộp cái con tướng này rồi, nhưng mà có lẽ sáng mai mình úp, tại vì cái trận đấy không phải là mình chơi về vị tướng Cafeni nhá. Trận đấy mình không thể chơi bị ấy rồi. Đó là mình mua luôn, mình vào test luôn, đậu xanh nó vào đánh hạ luôn, nhưng mà thì méo nào không chơi được. Thôi có gì sáng mai mình sẽ cho các bạn xem biết cái nguyên nhân tại sao mình không được chơi con tướng này nhá. Mà tại sao mình trận này mình phải đi đánh thường nhá. Rồi ok, à đây các bạn đang chạy đi. Này thì hổ báo cáo tròn này, tất cả quốc gia đại bác nã đây. Đừng sao nhỏ nó chạy nhanh thế, đứng lại coi nào. Á, à, phải đấy mà mình đủ tầm là mình bắn nó luôn đi. Phải đấy nếu mà mình tính ra vẫn đủ tầm ấy chứ, nhưng mà mình thấy nó nhiều máu quá. Đây này, máu của nó quá trời quá đất luôn kìa. Để châu 2 nó tăng tốc độ chạy nha các bạn. Mình mới test có... hồi nãy mình có test thử một trận rồi, đây trận thứ hai của mình này. Đấy, các bạn thấy ghê không? Đi rừng luôn, có phải ngán con rán ở đâu. Con này lúc đầu có thể nói là đi rừng hơi chậm, hơi yếu. Nhưng mà cái đến tầm cuối trận thì mình thấy nó khá là mạnh ấy, bá đạo được ngỏi luôn. Này thì Nagroth này. Nagroth là bét rừng rồi, bét rừng. Tao bắn mày chết, hãy xem ta đây. Đã nè, bang, chết hết. Cái đầu xanh không chết người nào kìa. Ôi ôi, nó còn đúng một tí máu luôn. Mình bắn cứ như là đại bác liên thoanh, bắn cứ bàng luôn. Trời ơi. Tịch. Đó. Các bạn có chơi được kích ấy thì các bạn cầm khẩu súng nòng bắn y chang con này bắn luôn. Không khác cái điểm gì. Này bắn này. Phải đánh thường này, bắn tịch. Trời ơi, đạn nó ra mới nhanh. Mà nó đạn nó nhiều, bắn nó cứ gọi là piu. Tịch. Đó là cái đạn mà nó quay ấy, cái súng nó quay ấy. Còn cái chiêu cuối của nó thì giống cái con Mid Fortune ở bên Liên Minh Huyền Thoại nha các bạn. Nếu các bạn nào chơi Liên Minh Huyền Thoại thì các bạn biết rằng đó thì cái chiêu cuối là Mid Fortune đấy. Nhưng mà Mid Fortune thì không thể di chuyển cơ. Còn con này vẫn có thể vừa bắn vừa di chuyển được. Mình đang rình rình mình quốc ngộ không phát nữa này. Ngộ không cho bạn hủ báo cáo rồi này, lao vào này. Rồi, lao vào rồi, mình xả đạn như mưa rồi, đậu xanh nó không chết. Khổ thế chứ. Hủ báo cáo trôn nó bay vào đây. Hủ báo cáo trôn bay vào đây. Tịch. Chơi lâu. Bắn vào mông nó nè. Vô, bơi hết vào đây nhá. Một mình tôi chấm hết. Bơi hết vào đây. Nãy giờ giết được 2, chết không hỗ trợ 2 mà đậu xanh to mồm thế chứ. Khổ. Ui giời. Em xin con bùi xanh của vị tướng Nagroth luôn ấy. Nagroth mà mất bùi xanh thì bạn ấy uéo càng cua rồi. Khóc luôn. Sao mà đứng được anh được. Này thì hổ báo cáo trồn này, bú láo bú lếu này. Rồi. Bình tĩnh. Lên gươm giám xét rồi, bây giờ thì mình sẽ lên cho nó cái thanh kiếm nhá. Nếu như các bạn đi AD thì các bạn lên trang bị cho nó đó là cái kiếm Fanny. Nhưng mà mình đã lên cho nó cái cây kiếm gọi là ấy rồi. Nỏ rồi. Mình đã lên cho nó cái món đi rừng là cái món tốc độ đánh cộng hút máu luôn rồi. Vì thấy lên trận này mình sẽ không lên kiếm Fanny cho nó nữa, mà mình sẽ lên cho nó cái gươm giám xét luôn. Gươm giám xét xong rồi mình sẽ lên cho nó cái món thánh kiếm xong rồi lên thương xuyên phá nữa thì thôi đi, phê đừng có hỏi luôn đấy nhỉ. Úi giời, bắn phát nào là sướng phát đấy luôn đấy. Bây giờ chưa. Ôi anh ơi, hết cả hồn, đừng có làm thế. Trời ơi, làm thế người ta sợ quéo càng cua thì làm sao. Úi giời ơi, chết nhau không ơi chứ. Ủa đồng thế, hãy xem ta đây. Bang, chết tôi rồi, chạy đi. Mày bay vào đây, tao bắn mày nét đứt luôn cho mày vào đây. Mày vào đây bắn loài phèo, loài mông ra luôn đấy chứ. Bù lao bù lếu à, xào xạo với cả Cafeni à. Bãi bị tớ lai không? Ủa đồng thế, ra đây cho sờ mông cái coi. Hai con sáu nòng bắn nhau ghê gớm nhở. Cẩn thận, sáu nòng bên kia nó cũng không phải dạng vừa đâu. Ủa, sao? Mẹ có chiếc cuối tao nã cho thầy loài phèo ra này thì hổ báo cáo trồn này. Một kiêu thơm, các bạn thấy thơm không? Quá thơm ấy chứ. Té tướng mà đánh như thế này là cũng gọi là tốt rồi chứ nhở, có phải dạng vừa đâu. Này thì hổ báo Nagroth này. Úi rồi, đó, khi mà các bạn chuyển qua cái khẩu pháo ấy thì nó sẽ di chuyển chậm hơn bình thường nhá, nó nặng mà. Đó, xong các bạn ấn chiêu 2 ấy, các bạn sẽ lướt lên được một đoạn. Còn khi mà ở khẩu pháo bình thường ấy, các bạn chỉ có thể gọi là tăng tốc độ chạy thôi, không lướt lên được nhá. Đấy là những gì mà mình nãy trận nãy mình mới gọi là kiểm nghiệm được ấy.
mình nói cho các bạn luôn, không các bạn chơi sẽ bỡ ngỡ đấy. Mới đầu mà mua con này mà chưa test bao giờ ấy, mà chơi lần đầu nó thấy nó khá là bỡ ngỡ, khó chơi. Khi mà các bạn sử dụng cái chiêu 2 ấy, cái chiêu 1 ấy bập lên ấy, nó sẽ bắn xa lắm, mà đam nó to cực kỳ luôn. Đó, các bạn thấy không? 3000 mấy đam luôn đấy, thấy không? Đầu tranh bắn bùm một phát thôi. Mẹ 3000 mấy đam luôn. Ôi nó bắn kìa. Nó sấy cứ như mưa luôn. Ủa, bắn nhau rồi, bắn nhau quá trời luôn. Hãy xem ta đây. Bằng chết sạch. Trời ơi, bắn chết sạch luôn. Quá dữ rồi, nào có đốt em bạn bay vào, mình bay lên mình đập cho một cái vào mông. Mình đang bắn tỉa chết luôn cả vị tường lau đi em bạn luôn. Như vậy là team mình đã hạ sát được 3 thành viên tam bạn, quá là hớp luôn rồi. Ui giời ơi, thường duyên phá lên rồi. Quá ghê đúng không các bạn? Các bạn thấy mình bắn quá ghê đúng không? Không phải mình bắn ghê đâu, con tướng này nó mạnh vậy đó. Mình thấy đây là con tướng mà bán cũng khá là rẻ. Mình thấy bán có 300 mấy chục quân huy thôi. Nếu các bạn không mua trang phục thì có 300 mấy chục quân huy thôi. Còn nếu các bạn muốn mua cả bộ quân huy thì như là gần 500 ấy. À cả trang phục luôn, quên nhầm. Sổ nói sai chính tả hết trơn. Đấy, khổ. Mình là mình mua cái nick kia là mình không có mua trang phục, mình chỉ mua mỗi cái con tướng thôi. Có 370 mấy á, rẻ lắm. Mình thấy nó có con tướng này khá là mạnh mà rẻ luôn. Ủa ơi sợi. À nãy giờ mình giết được có 4 mạng các bạn ạ. Bèo nhèo thế nhờ. Từ đã, cứ farm đi đã, tí nữa cuối trận thì thôi ấy. Em xin các anh luôn. Đây, bới hết vào đây. Các bạn thấy sao về vị tướng mới, xạ thủ mới này? Thế mình thấy đây là một vị tướng khá là mạnh. Nhưng mà mạnh càng về cuối trận nó lại càng mạnh. Đấy. Úi. Nhưng mà đầu trận thì mình thấy nó hơi yếu. Cái khả năng của nó gây sát thương ra khi mà, tại vì cái chiêu cuối của nó sát thương nó rất là lớn. Ví dụ như trong trường hợp này, hãy xem tới đây. Phang. Thấy chưa? Các bạn thấy gì chưa? Quá dữ rồi, bắn cứ như vậy làm sao mà ai chịu nổi. Úi giời, nó bắn mình kìa. Rồi A Thu bay vào rồi. Anh A Thu anh hơi hủ báo rồi đấy nha. Lùi về anh ơi. Ái ôi, đừng có đuổi theo. Chết tôi ơi, đừng. Đừng có làm thế. Đừng. Trời ơi, má nó bắn cái chiều cái kia. Mất luôn cái nội tại của cái niềm đoàn mạnh. Hãy xem ta đây. Mày hủ báo cáo trồn với anh hảo hả mày? À, cái hủ báo trồn anh hảo mày? Đó các bạn thấy không? Thấy khi mà nó bật cái chiếc 1 nó bắn cái đại bác không? Bùm một phát mất luôn cái nội tại của cái liên đoàn mạnh luôn. Không mất máu nhưng mà mất cái ấy luôn là sao nhở? Mẹ vô ly vãi lều ra. Xém chết, không có liên đoàn mạnh phải đấy là chết ngắc rồi đó. Mạnh không? Các bạn thấy mạnh không? Ôi nó biến qua khẩu pháo nó bắn kinh thật. Bắn bom một phát. Ôi giời ơi. Xém nữa là tèo. Cũng may là mình có chiêu cuối mình xả cho đạn vào mặt nó đấy. Cũng may là mình xử lý hay đấy. Không hay nhưng mà vỡ mồm rồi. 7-0 rồi các bạn ạ. Bắt tử rồi. Quá dữ rồi. Từ từ. Ngày mai mình sẽ làm clip đánh hạng về vị tướng này cho các bạn xem nhá. Sẽ cố gắng. Úi giời ơi, vỡ mồm chó sồm luôn kìa. Cố lên. Có gọi là chiêu cuối đây rồi. Tất cả quốc gia hãy xem ra đây. Này thì hổ báo này thần thánh dành cho gọi là Company. Đấy. Ghê gớm không? Ôi 8 kill ngọt sớt. Tuyệt vời không mặt trời. Ôi ai về cái. Con cũng không có làm trò hề gì kia. What the hell. Anh gì đó ơi. Con cũng không nó kìa. Ôi con cũng không này nó chơi xấu nhờ. Chơi mình chơi đẩy trộm. Vô lý. Bây giờ bình tĩnh. Các bạn cứ bình tĩnh thôi, không sao đâu. Chuyện nhỏ ngũ khí, hãy xem ngũ khí chết đây. Bang. Chạy đường nào cho khỏi nắng. Chạy đi đường nào cho khỏi nắng chín không ơi. Wow, xanh quá trời xanh rồi các bạn ơi. Em đi test tướng mà em xanh thế này thì đảm bảo cái con tướng này nó gọi là cực kỳ mạnh luôn đấy. Bắn mày nè, bắn nhanh cực kỳ đó các bạn ạ. Ôi giời, đồng đội nó còn nhường cho cái nội tại con rồng thế này. Thôi thắng 100% rồi. Chắc chắn 100% thắng rồi. Đi đâu mà thoát được. Chết lại. Hư rè, bơi hết vào đây. Bang. Quá dữ luôn. Mày hổ bao hấu trồn với nhau không? Ôi, bắn kìa. Này thì hư nè. Đúng phát đó chí mạng, chết quéo con cua luôn. Ôi, bắn kinh thế. Ôi ôi, các bạn thấy nó bắn đáng sợ không? Bởi vậy bị cấm ngoài là đúng rồi đó. Bắn kinh vãi chưởng ra luôn á. Ui cái chục cuối của nó sát thương của nó mạnh.
Ôi cái này mà trong combat nó xả cái đạn cái chiêu cuối thì có một vỡ mồm chớ sồm luôn đấy nhở. Khiếp à. Đấy nội tại cái chiêu một nữa, lại ba kỳ đó. Bắn bùm. Trời ơi. 3-4 nghìn đam. Khiếp. Các bạn thấy sao về vị tướng mới Caffeny này? Nếu các bạn gọi là thấy nó mạnh hay nó yếu hay là cái gì gọi là liên quan đến vị tướng này thì nhớ comment ở dưới phần mô tả, ấy luận bình luận cho mình biết nhá. Và cho những bạn nào mà chưa mua các bạn có thể trải nghiệm. Thôi à, đây mình chơi con này mà mới rất là ít, đâm ra thì mình cũng không biết rõ về vị tướng này. Mong các bạn thông cảm. Nói chung là các bạn phải lên góp ý nhiều vào, thế nó mới vui, sum tụ chơi ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye. Nhớ ấn like và đăng ký kênh cho mình nha. Nhớ like nha, nhớ like đấy. Cố gắng 10k like cho mình.